Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại Phương Nam Bay nhé Thì hôm nay em về được ít sản phẩm này, muốn giới thiệu cho anh em Anh em nào muốn mua hàng hãy theo dõi clip giúp em nhé Đầu tiên em giới thiệu lại quy trình làm việc bên em là cọc trước phí ship 50 đến 100 nghìn Tùy theo giá trị của máy, nếu giá trị của máy mà là trên 4 triệu thì anh em sẽ phải chịu phí ship 100 nghìn toàn quốc Dưới 4 triệu là 50 nghìn nha anh em nhé Bên em có ship, đa số là ship toàn quốc nhé Trừ một số vùng là căng quá thôi Đó, số điện thoại là sáu từ quý 2, 2 nhé Ok, bên em chỉ dùng duy nhất số điện thoại này thôi, không dùng bất cứ số điện thoại nào khác nhé Facebook là Bùi Phương Nam, fanpage Phương Nam Mobile. Địa chỉ cửa hàng là 126 Nguyễn Lân Thanh Xuân Hà Nội là cửa hàng cũ. Bây giờ em chuyển về thôn Nam Văn Phúc Phúc Thọ Hà Nội rồi anh em nhé Đây, ok. Uh... Và bên em bảo hành cho anh em 3 tháng lỗi 1 đổi 1 nhá anh em nhé Anh em được kiểm tra hàng test máy thoải mái trước khi thanh toán nhé Đó. Tại vì sao? Tại vì tránh trường hợp là ví dụ bên giao hàng là cháo hàng đổi hàng hoặc là khi vận chuyển nó làm hỏng hàng thì tất nhiên anh em phải được kiểm tra đúng không ạ? Ví dụ như em không cho anh em kiểm tra thì chắc chắn anh em sẽ phải lo lắng. Anh em bỏ một ra một đống tiền đúng không ạ? Anh em phải được kiểm tra máy. Kể cả tin tưởng đến đâu thì anh em cũng phải được kiểm tra máy chứ bỏ ra một đống tiền thì không được kiểm tra thì chỉ có lừa đảo thôi anh em ạ. Đó, ok. Bên em kiểm tra thoải mái nhé anh em nhá. Nay về được ít uh, hàng này là hàng 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 gần như là hàng cao cấp đi. Hàng cao cấp của Samsung nhá. Anh em nào chất, thực sự là chất thì dùng con này. Đó. Đây em chưa lau nhá. Còn máy gần như là đẹp long lanh, máy gần như là đẹp long lanh nhé anh em nhá. Đây anh em. Rất là nhiều. Đó à, Note 10 Blue nhá anh em nhé Đây là nốt 10 Blue. Màn của nó rất là đẹp. Màn của nó rất là đẹp anh em. Ok. Cấu hình thì phải nói rồi. Đây con này là bản Nhật nhá anh em nhé Bản Nhật và đã chạy lên ROM quốc tế nhá. Đây bản Nhật đã chạy ROM quốc tế nhá anh em nhá. Bản Nhật đã chạy ROM quốc tế. <laughs> Note 10 Blue nhá, không phải nốt 10 nhá anh em nhá. Blue nhá, dòng cao cấp hơn nhá. Đó, được nâng cấp. Về cái cấu hình con này á thì là bản nhật nó sẽ chạy chip snap nó không chạy chip exynos như bản việt hoặc là bản hàn nha anh em nhé thì cái con này ấy, là ram tận 12g ram tận 12g nha, anh nhá màn thì cực kỳ đẹp rồi màn cực kỳ siêu rồi ram 12g bộ nhớ con này là 256g đây 256g nha anh em nhé chạy con chip sao gần là 855 nhá hàng nguyên di nguyên áp mà đẹp không hóa mố nhá hàng này hàng cao cấp thì tất nhiên là phải mua hàng chất đó. hàng chất dành cho người chất nhá chứ không bao giờ được chuyện hàng cao cấp này mà lại mua hàng rồi là màn ám hay là hàng mất áp hay là hàng vớ vận anh em ạ hàng cao cấp này phải mua hàng tất nhiên là kể cả em bán mấy cái hàng chung chung kể cả lỗi em vẫn nhập nhưng em sẽ báo lỗi cho anh em ví dụ như leo gv 50 trước ấy, em có những lô mà em bán báo thẳng anh em là máy đã ép kính báo rõ ràng cho anh em Tại vì sao? Anh em mua để chơi game mà học hành các thứ đầy đủ Nhưng mà báo quan trọng là mình báo chuẩn là được Còn đây là hàng zin chuẩn giá phân khúc cao cấp Nên em nhập hàng rất là chuẩn cho anh em nhé Đó, RAM 12GB, bộ nhớ con này là 256GB Chạy con chip Snapdragon 855 Màn 6,8 inch, màn rất là rộng Một màn tràn ra, màn còng rất là đẹp Cực phê, dòng nốt thì nó có bút nha anh em nhé Đây là nốt 10 Bluetooth, không phải nốt 10 nha anh em nhé màn dynamic amoled rất là đẹp 2k cộng cam sau con này là 12 chấm 12 chấm 16 chấm kèm theo một cái cảm biến hỗ trợ nhá anh em nhá cam trước là 10 chấm nha anh em nhá pin 4300 và con này có hỗ trợ sạc nhanh lên đến 45w nếu mà anh em có tiền mua sạc nhanh càng sạc nhanh càng xịn thì cực phê luôn nhá em nhá giá bán con này thì nó rất là ok 9 triệu 700 nghìn 9 triệu 700 nghìn anh em mua hàng liên hệ 0368 Bên em chỉ dùng duy nhất số điện thoại này nhá. Mọi số điện thoại khác liên hệ với anh em đều không phải kênh của em nhá. Về toàn màu trắng thôi anh em ạ. Giá trên thị trường nhá, nếu mà máy mới nó rơi khoảng tầm 13 cho đến 14 triệu. Đó, 13 cho đến 14 triệu. Còn hàng cũ nó rơi khoảng tầm 10 triệu rưỡi. Đó, em bán 9 triệu 700 000 nhá. Em bán 9 triệu 7. Màn đẹp không ám ố. Đấy, hàng zin áp vân tay trong màn hình nha anh em nhá. Vân tay trong màn. À, đây nhận diện khuôn mặt mất rồi. Đấy, nhân diện khuôn mặt nó nhanh lắm anh em ạ. Đó. Cam sau. Đây, cam sau. Ok, cam trước. Bên em đã test hết rồi anh em ạ, cam trước. Nói chung là ok hết. Không cái gì cả. Hàng zin đẹp, màn đẹp không ám ố. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em là S10. S10 mã nhật. S10 mã nhật nha anh em nhá. S10 mã nhật thì còn đúng 5 cây. Còn đúng 5 cây thôi. Một cây đen này và bốn cây trắng. Một cây đen và bốn cây trắng nha anh em nhá một cây đen và bốn cây trắng thôi. Duy nhất 5 cây mã Nhật, còn ma Mỹ thì đang về nhá. Ma Nhật này cũng là chạy đã chạy lên rom quốc tế nhá em nhá. Vẫn còn pin không? Con này thì giá rẻ hơn nhiều. Rẻ hơn rất là nhiều. Gần một nửa anh em ạ, S10 nhá. S10 mã Nhật nhá, đã chạy rom quốc tế nhá. Hàng zin áp màn đẹp không ám mố nhá. Con này em bán với giá là 5.190.000đ nhá, 5.190.000đ, s 10 Nhật, RAM 8 bộ nhớ 128GB. Xe em ship xem là 855 nhá, màn cũng là màn Dynamic AMOLED rất là đẹp. Con này 6 inch nhá. Độ phân giải 2K+, cộng. cam sau 12.12.16 chấm, cam trước là 10 chấm. Pin 3400 có sạc nhanh. Giá bán là 5 190 000 loại đẹp nhá. Loại đẹp này trước em bán 5.390 thì lô này về giảm cho anh em 200 là còn 5.190 nhá. Còn duy nhất 5 cây thôi, một cây đen và bốn cây trắng và nói thẳng luôn cây đen là kém hơn cây trắng một tí, hình thức nó kém hơn. Đó, còn chất lượng thì màn đẹp không ám ố. Màn đẹp không ám ố nhanh anh hàng zin đấy à. s 10 nha anh em nhé còn hàng s 10 này thì hiện tại bản là bản nhật đây anh em nhìn cái chữ docomo này kể cả nốt 10 bluetooth này cũng là bản nhật nhá còn bản mỹ thì em đang về nhá s 10 bản mỹ em lại đang về nhá về s 10 bản mỹ thì đa số lại toàn đen đó anh em thích đen thì đợi s 10 bản mỹ nhá s 10 e s 10 e thì cũng còn vài cây bốn 5 cây gì đấy có cả trắng nữa này À, SME SME e thì em bán với giá là 4 triệu 600 nghìn nhá có sẽ có tùy vào hình thức nữa nếu mà hình thức màn ám thì sẽ rẻ hơn hoặc là hình thức xấu hơn thì sẽ rẻ hơn một chút nhá đó cũng là con này cũng chạy ship xe đáp gần 855 nha anh em nhá Samsung S10e giá bán 4 triệu 600 nghìn 4 triệu 5 cũng có đó Google Pixel 3 AXL còn đúng hai cây màu đen 3 XL thì là cái dòng to nhá Còn 3A thì hoặc là dòng 3 thì là nó sẽ nhỏ Dòng XL thì nó sẽ to hơn anh em nhé Đó RAM 4, 4 chạy một chip sau gần 670 mà nó LED 6 inch Cam sau 12.2 cam rất là đẹp luôn Pin 3.700 có sạc nhanh giá bán là 3 triệu 150 000 Hàng là hàng đẹp nhá Hàng zin và hàng đẹp XS Bán cho anh em một cặp IS MI 8 triệu 3 nhá 8 triệu 3 một cây nhá Không phải là anh em này tưởng 8 triệu 3 chia đuôi là còn 4 triệu mấy đâu 8 triệu 3 một cây nhá IS Zin MA MI nhá Quốc tế Còn con này không Zin này Mã Hàn này 256GB Đó 256GB mà Tất cả mọi chức năng ok hết nhá Mã Hàn Quốc nhá Hàn Quốc thì 100% quốc tế Con này thay lưng nhá Bán giá cho anh em 8 triệu Được cái là bộ nhớ 256GB nhá Và Hàn Quốc thì quốc tế 100% trọn đời nhá anh em nhá Không bao giờ có lóc Đó iPhone SE, iPhone SE, con này 16GB nhé anh em nhé, bản quốc tế Con này bán giá cho anh em 1 triệu 650 Bỏ hơi xấu Đây Lumia còn duy nhất một cây màn rộng pin châu anh em nhé 2 triệu Con này 2 triệu 550 nghìn 2 triệu 550 nghìn màn rộng pin trâu nhé anh em nhé, pin 5000 mAh Google Pixel 3a, Google Pixel 3a thì vẫn còn một ít anh em nhé Giá bán là 2 triệu 150 nghìn Loại xấu hơn và loại đẹp là 2 triệu 350 nghìn nha anh em nhé RAM 4, 164 gb nha anh em nhé Đó, màn là màn OLED luôn Màn rộng 5,6 inch Full HD cộng Chạy con chip Snapdragon là 670 anh em nhé Cam này đẹp, cam Google thì vô đối rồi biến 3 nghìn, 2 triệu 3 loại uh, máy đẹp nhé 2 triệu 350 máy đẹp nha anh em nhé Đó, Màn OLED Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại 036860 từ quý 2 nhá. Hoặc nhắn tin vào Fanpage Phương Nam Mobile nhá. Đó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.